Rồi chào anh em luôn, nay shop điện tử Anh giới thiệu với anh em đây là mẫu 24 feet, sử dụng biến áp E65 cho độ sâu và độ rộng nha. Mẫu này mình vẫn sử dụng màn hình MSU 3 chế độ. Chế độ thứ nhất, đánh lì. Anh em dặn volume này là vô cực nha, anh em chỉnh mạnh lên nè. Chế độ thứ hai là chế độ kéo cáp. Anh em nhắn qua bên đây giúp mình chế độ kéo cáp ha. Và chế độ thứ ba là tổng hợp. Màn hình MSU này thì anh em yên tâm ha, thì nổi rất là đẹp này, lên 3 con nha. Anh em nào quan tâm thì liên hệ trực tiếp số điện thoại bên mình 0977887030. Mẫu này 3,5 triệu nha anh em. Mẫu này anh em mình sử dụng đánh giá rất là tốt nha. Màn hình MSU này nổi rất đẹp nha. Rồi chào anh em luôn.